bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Các mẹ chân đi thôi. Thế là mình đây tô màu xong các bạn tô màu xong nha các bạn nha. Mày có biết ở xóm 12 này nó vô đầy xong nó để cua vào đâu không? Chắc để nhà trùng đen. Xem gì? Xem tiếp tục đi tô màu cho con nhá. Xem gì? Xe. Ai? Xe của bảo xem gì? Ai? Quân. Tuấn. Mức ăn bảo nó vẻ nó xe. Mẹ đi sao bắt mình đỏ đi. Mẹ đi ghê khuôn ghê lợi. Đi đỏ. Khi đó ừ thì mai lại đại lại đi à, nói quy đó tạm thường chuyển 400 thằng nào để. Thằng em này chuyển tỷ anh ai đúng anh như mô và đại biệt cái gì á? Tù cả. Ở đâu? À, là mình kêu bảo ông vui vậy. Đánh to bằng ở liền sâu không? Toàn đánh 500. Cái to bằng liền sâu không? 500 gói là gì thế đó? Liền sâu nó đánh nha, đánh hẳn là hơn triệu. Hơn triệu đâu? Hơn triệu thì... 500 thì có 500 bịch nhớ. Thì nó trúng nhìn chặt hơn chơi triệu. Mẹ chúng được hẳn 5 triệu. Ba thế cũng thấy ba nửa sao nó ăn 5 triệu rưỡi. Chó nó bảo ăn 5 triệu. Năm nào nó khoảng 2 triệu hả? Chế biết gì? Alo, đây 100 500 hả? 500 nhân đôi nhân đi. 5 nhân 3 là 1 triệu rưỡi. Tính cả tiền gốc của mình là 2 triệu. Biết cái cảm thế ngủ vừa bán 1 triệu xong thì cái mẹ ừ thì thế nó phải đánh 1 triệu đâu thế thì nó phải đánh hơn nó phải đánh 1 triệu đánh 1 triệu rưỡi 500 biết cái điếu mà nhưng mà ăn hai ăn nhiều luôn đấy lên bên đấy mà đang làm lên lên mà đấy đánh
có cái tay của anh nhiều gì đó lại lấy tiêu lại vẫn anh vẫn nhiều nhà cái thì mẹ nó đấy nhà cái hết tiền luôn đấy cả văn luôn đó nhìn văn giống như một đống mà tẹt tiền đó lại nó văn kết quả ban luôn. Mẹ quay 2024 này lên mượn lời rồi mẹ sẽ đầy mới với khác từ đầy cu mẹ tính ra sẽ đầy cu ăn đầy mới nó chả xỉ được nem luôn mượn mẹ xe ăn chung nó khỏe đấy nó lại càng lập nó vẫn lên vẫn lên một lần ra xuống nó phải dẫn số mẹ nó xuống một cái quan ngàn cả vì vẫn lên vì thích lở vì lý năm xưa đi từ từ lên bây giờ sẽ tiếp tục đi tôi bỏ cho các bạn nha vậy là mình nhớ tôi một sau nếu bạn thấy hay thì mình xin một like đăng ký kênh cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều mạnh xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Cái gì? Quân à? Biết gì cũng chờ. Thank you.
tôi đã không thực hiện và bỏ qua. Thực ra tôi thấy rằng nó không có đối với một người nào đó mà xét một cá nhân hết sức khó khăn của công bố tu viện thì mình phải xét về tu viện và thực ra bỏ qua không thể đi vào không thể tu thành họ là người thường họ không muốn tu viện thì đó không bị cây gì ở đâu vậy đi đến sự sĩ văn đạo đi đến sái ừ sĩ văn đạo để có những con hạ sĩ văn đạo đi đến sái cho mỏ đó để sau bây giờ mình chưa còn bỏ nha các bạn nha. À đây mình lặp lại lên rồi. Rồi lại một vài điểm. Đã bảo đi, tôi xem nó lỏng cháu cỏ nấu cơm nói con phụ nữ nào nấu cơm. Ui mẹ cơm trang về đâu? Bây giờ mình lấy tô mò xong nha các bạn nha. Các bạn thấy tô mò đẹp hay tôm xin ra đăng ký kênh cho tất cả các bạn rất nhiều. Đâu ôi hết à bạn nhắc một đầu cái mà mất chơi để biết cái đéo gì đi mẹ tao là đéo đâu nghe nghiền đây ở đâu nghe nghiền đây nghiền đấy ừ cứ nghiền cả là sai đồng anh như đây mẹ mới nghiền đi mẹ sao bố mẹ ra chắc là bạn gần đấy sao ngang mới đi lên Hà Nội là cổng lên Hà Nội cũng thiểu quanh Sóc Sơn thôi là biết là xa nhất rồi đấy là mẹ có phải tao đâu à đi mẹ thì ở Sóc Sơn cái thứ phẩm yêu hỏi nhập mất cơm nếu ai bảo yêu đây nếu ai bảo yêu người ta bảo quen quen chắc tiếng người ta mày đây là cái điếu rồi dạ đi mày kích thế mày về nhà nó là nào chưa rồi thế mày về nhà nó là nào chưa ai người yêu mày mẹ nó chưa đi đâu mà bà thế con cũng bảo trong son biết được yêu bây giờ mình đã tô màu xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào.